Sau những ngày tận hưởng nắng ấm ở Maldives, mình lên máy bay về lại Việt Nam với hành trình thú vị khi quá cảnh tại sân bay Changi tới 20 tiếng. Với gần một ngày quá cảnh, mình chỉ loanh quanh trong sân bay và khu phức hợp Jewel, tận hưởng màn trình diễn ánh sáng cũng như là trải nghiệm nhiều trò chơi công viên tại đây mà lần trước mình chưa có dịp thử qua. Và dù quá cảnh ở Changi nhiều lần, nhưng có những nơi mình chưa hề nghe qua bao giờ khiến mình khá bất ngờ, như là vườn xương rồng, vườn bông súng, vườn bướm bướm, vườn hoa hướng dương, cho đến những dịch vụ miễn phí khác trong lúc đợi đáp chuyến bay tiếp theo. Các bạn cùng mình trải nghiệm 20 tiếng quá cảnh ở sân bay Changi, Singapore nhé! Xin chào các bạn, lại là Trip đây và hiện tại thì mình đang có mặt tại sân bay quốc tế Vilana ở Male, Maldives. Và hôm nay thì mình sẽ đón chuyến bay của Singapore Airlines từ Maldives về Việt Nam và với một điểm quá cảnh tại Singapore. Và tại Singapore thì mình sẽ có trải nghiệm là mình sẽ quá cảnh qua đêm tại sân bay Changi và hứa hẹn sẽ có rất nhiều các trải nghiệm thú vị mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Còn bây giờ thì mình vào bên trong để làm thủ tục cho chuyến bay từ Male đi Singapore đó nha. Ok, và trước khi vào trong khu vực check-in thì là mọi người sẽ phải trải qua một cái bước kiểm tra an ninh soi chiếu rồi mới được vào bên trong ha. Bên này thì họ làm thủ tục khá là chặt. Bây giờ mình đã làm thủ tục xong rồi các bạn, thủ tục xong rất là nhanh bởi vì thứ nhất mình đã làm thủ tục trước ở trên mạng, tức là check-in trực tuyến rồi. Thứ hai nữa là mình đến quá sớm các bạn, mình đến khi mà quầy còn chưa mở luôn, cho nên khi quầy mở xong cái mình là người đầu tiên vào làm thủ tục. Và hiện tại thì mình đã nhận được hai cái boarding pass đây ha, và một cái boarding pass là dành cho chặng bay từ Maldives đi Singapore. Và tại Singapore thì mình sẽ quá cảnh khá là lâu, khoảng 20 tiếng để mình vui chơi ở sân bay một chút ha. Và cái boarding pass thứ hai là từ Singapore về lại thành phố Hồ Chí Minh thì mình đã có đầy đủ ở đây. Bây giờ thì mình sẽ vào khu vực làm xuất cảnh và sau đó thì là kiểm tra an ninh soi chiếu. Và các bạn nhớ là chúng ta phải khai báo cái form xuất cảnh của Maldives trước khi chúng ta làm thủ tục ha. Và sau khi mình làm thủ tục an ninh soi chiếu cũng như là xuất cảnh xong thì mình đã vào bên trong khu vực chờ để mình nghỉ ngơi, mua sắm. Ở trong đây thì có rất nhiều các cái hàng, ví dụ hàng xa xỉ phẩm cũng có nè, nước hoa, rượu, nói chung là cũng như những sân bay khác có rất nhiều. Ngoài ra thì ở đây cũng có cái những cái đồ lưu niệm của Maldives mà các bạn cũng có thể là mua về. Đây, khu vực cửa hàng bán đồ lưu niệm các thứ đã được chuyển về khu vực này rồi nè. Ở đây họ bán những cái vật này là những cái đồ trang trí có cát của Maldives mang về làm kỷ niệm nè các bạn. Đó, nhưng mà những đồ này thì mình nói thật mình không dám mua vì nó nhìn nó mỏng manh mà nó dễ bể quá. Giờ cái này phải xách tay. Đó. Đây, một cái tấm magnet dán tủ lạnh có lọ cát của Maldives $7 nha các bạn. Cái ly trong suốt này trông khá là đẹp, $15. Một lọ cát Maldives $6. Đây, cái lọ cát này lớn hơn nè, $19. Đồ lưu niệm ở trong sân bay thì mình thấy là khá là mắc. Đó. Và ở bên trong này thì có một khu vực food court. Ở đây thì các bạn có thể uống cà phê, ăn trưa, ăn tối, ăn nhẹ gì đó ha. Và phía đằng xa kia để mình chỉ cho các bạn một cái view ngắm máy bay rất là đẹp từ cái food court này. Và đây chính là khu vực mà cửa sổ để chúng ta có thể nhìn ra đường băng và sân đổ với một cái view ngắm máy bay rất là đẹp nha các bạn. Bây giờ ăn thôi các bạn ơi. Đây, một dĩa cũng không nhiều lắm, vừa phải. Mình chỉ sợ các bạn làm to mình ăn không hết thôi. Cơm, thịt gà, băm, xào, lá hương nhu, kiểu Thái Lan.
Ngồi một lúc thì chiếc Boeing 737 MAX 8 của Singapore Airlines đã đáp xuống sân bay Vilhena của Maldives. Lúc này mình cùng chuẩn bị giấy tờ và thẻ lên máy bay để chuẩn bị ra cửa khởi hành và lên máy bay. Hành khách được đưa lên máy bay bằng xe buýt. Và đây là ghế của mình bên trong chiếc Boeing 737 MAX 8. Tàu bay này có 10 ghế hạng thương gia giường phẳng và 144 ghế hạng phổ thông. Tại mỗi ghế ngồi thì hãng đã trang bị mền được bọc túi cẩn thận. Mình ngồi đầu khoang hạng phổ thông nên chỗ giữ chân khá là thoải mái. Chuyến bay hôm nay dự kiến kéo dài 4 tiếng 30 phút và mình sẽ đến Singapore vào khoảng 8 rưỡi tối. Múi giờ ở Singapore đi trước Maldives 3 tiếng. Sau khi máy bay ổn định độ cao, hành khách được phục vụ nước trong khi các tiếp viên chuẩn bị bữa ăn. Còn mình thì lấy iPad truy cập vào hệ thống Wi-Fi trên máy bay. Lúc mua vé hoặc lúc check-in, các bạn đừng quên điền vào số thẻ thành viên KrisFlyer để được sử dụng Wi-Fi miễn phí không giới hạn nha. Còn nếu chưa có số thành viên thì đăng ký liền KrisFlyer trên trang web của Singapore Airlines. Một lúc sau, bữa ăn nóng được phục vụ. Có hai lựa chọn cho bữa ăn hôm nay. Một là cơm chiên rau củ với cá sốt chua ngọt. Ngoài ra, bánh mì và bơ cũng được phục vụ kèm. Tráng miệng là bánh kem xoài. Các loại thức uống giải khát, nước trái cây cùng các loại thức uống nóng cũng được phục vụ. Lựa chọn thứ hai là nui với gà kèm phô mai. Bây giờ thì ăn thôi, mình bắt đầu với bánh mì và bơ. Món nui với gà kèm phô mai tan chảy ăn khá là ổn, mặc dù mình không thích món Tây lắm. Hương vị món này được nêm nếm vừa miệng và dễ ăn. Món bánh kem xoài cũng ngon với độ ngọt vừa phải. Mình kết thúc bữa ăn là một ly cà phê nóng với đường và sữa. Sau đó thì mình nghỉ ngơi, đợi máy bay hạ cánh. Khoảng hơn 8 rưỡi tối, máy bay đáp xuống sân bay Changi, Singapore. Lúc này ở Maldives đâu đó chừng 5 rưỡi chiều. Máy bay lăn vào bãi đậu, cập vào ống lồng. Mình nhanh chóng di chuyển đến khu vực nhập cảnh để làm thủ tục vào Singapore. Do hành lý của mình được chuyển thẳng đến thành phố Hồ Chí Minh và đây chỉ là một chuyến bay thông chặng nên mình không cần lấy hành lý. Nhiều bạn cũng hỏi, quá cảnh ở Singapore lâu thì có được ra ngoài chơi không? Thì câu trả lời là có và mình đang làm điều đó đây. Hôm sau, khi mình bay về Việt Nam, mình cũng không cần làm thủ tục check-in nữa vì mình đã có thẻ lên máy bay được cấp từ đầu Maldives rồi. Bây giờ thì mình đã vừa nhập cảnh xuống Singapore và việc đầu tiên của mình đó là mình sẽ đi đến khu phức hợp Jewel và tại đây thì mình đã có book khách sạn trước rồi. Mình sẽ qua cảnh qua đêm trong khách sạn ở bên trong Jewel ha. Và đó là khách sạn Yotel Changi. Đây, và từ nhà ga số 2 thì mình đi theo biển di dẫn để đến Jewel ha. Và theo biển chỉ dẫn ở đây thì mình sẽ đi Jewel ở trên cái Link Bridge ở tầng 3. Đây, bây giờ mình đang bước vào bên trong khuôn viên của Jewel. Thác nước thì ở phía kia rồi các bạn, nhưng mà bây giờ thì mình phải lên check-in khách sạn để cất đồ cái đã. Hiện tại mình đang ở lầu 3 và lên khách sạn Yotel Changi thì là lầu 4. Ngay từ lối vào các bạn đi cái thang máy cuốn bên tay phải á, quẹo qua đây là tới nè. Và đây là khách sạn Yotel Air. Mình cũng đã từng ở khách sạn này trong cái chuyến đi từ Maldives về năm 2020, đầu năm 2020 ha. Đây là bên trong khách sạn cũng có bán mì gói nè, mì ly, các loại bánh ngọt, snack và các loại nước đầy đủ hết. Nghe nói bên này có trà, cà phê miễn phí nè. Ồ, đây đúng rồi, bên này có trà và cà phê miễn phí. Cho nên là mình có thể mình xuống uống bất cứ lúc nào ha. Đây,
và từ chỗ khách sạn thì có thể nhìn thấy thác nước, nhưng mà lát nữa thì mình đang canh cái lúc 10 giờ sẽ có một cái show ánh sáng ở đây. Mình đã có phòng ở đây, phòng 158. Bây giờ đây thì mình đã check in vào trong cái phòng của khách sạn Yotel và đây là lần thứ hai mình ở tại Yotel Changi. Ở lần trước thì là mình cũng có chuyến bay từ Maldives về đầu năm 2020 ha, và mình cũng ở đây luôn. Và hôm nay mình quay trở lại thì mình cũng lựa chọn, cái lý do mình lựa chọn khách sạn Yotel này bởi vì nó nằm ngay bên trong khu phức hợp Jewel, và bên trong này thì hàng quán shopping ăn uống rất là nhiều luôn. Và đặc biệt thì là lát nữa thì mình sẽ đi ra ngắm cái thác nước. Và đây là cái giường này các bạn, cái giường này có một cái hay. Các bạn thấy cái giường ở đây là họ đang làm đứng này đúng không? Nhưng mà chúng ta chỉ cần bấm nút ở đây thôi là cái giường có thể nó hạ xuống như này. Đó, thì có một cái hay như này là cái vì cái không gian ở đây nó khá là chật hẹp, cho nên là cái giường này sẽ đóng vai trò là một cái sofa luôn. Nếu các bạn muốn có một sofa để các bạn ngồi, các bạn xem TV phía trước mặt đây thì cũng được luôn. Và các bạn muốn hạ xuống làm giường nằm ngủ cũng được luôn. Và ở đầu giường thì cũng đã có những cái bộ cắm sạc USB này, sạc điện này và đèn đọc sách đây rồi. Đó thì nãy giờ là mình đã hạ cái giường này xuống mức tối đa rồi. Và nếu như các bạn muốn nâng lên lại thì các bạn bấm nút lên thôi. Đó. Và đây bên khu vực này thì chúng ta có một cái TV rất là lớn ha. Các cái vật dụng như là chai nước, giấy hay là điện thoại cái đủ hết. Ở đây thì mình đang không biết đây là cái gì, mình đoán nha. Đây là cái nắp của cái hộp thiết bị trong này, nhưng mà mình nghĩ là mình cũng có thể tận dụng là một cái bàn làm việc được. Ở đây thì cũng có những cái ổ cắm sạc ngay bên cạnh đây để mình có thể mình vừa làm việc mình sạc luôn ha. Còn bên trong phòng này cũng có một cái ghế đây, và cái ghế này theo mình đoán nha là để dựng ở đây để mình ngồi mình làm việc ở đây luôn ha. Đây mình dựng việc ở đây đó, mình đoán vậy thôi. Nếu mà không đúng thì mình nghĩ là mình tận dụng mình để những cái máy tính nhẹ nhẹ ở đây chắc cũng không vấn đề gì ha. Đó. Rồi, buồn vệ sinh thì được ngay cách bên ngoài một cái tấm rèm như vậy thôi. Đó, nó cũng nhẹ nhàng thôi. Bên kia cũng phía kia cũng một tấm rèm kéo lại nữa. Đó, chúng ta chỉ cần kéo cái tấm kính lại ha. Và cái buồng vệ sinh này rất là rộng các bạn, so với cái phòng lần trước mình ở thì cái phòng này nó diện tích nó rộng hơn. Đó, có máy sấy này, có móc treo đồ này, giấy này. Và cái điều mình lo lắng là sợ không có kem đánh răng thì ở đây họ đã cung cấp sẵn kem đánh răng các bạn trải rồi. Và các bạn nói một điều là khi chúng ta quá cảnh kiểu như thế này, tức là chúng ta sẽ không lấy hành lý ra mà chúng ta sẽ gửi thẳng hành lý về điểm đến cuối cùng luôn. Và trong trường hợp này thì điểm đến cuối cùng mình là Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy cho nên là trong quá trình quá cảnh á, là mình đã phải chuẩn bị trước từ bên đầu Maldives, là mình đã chuẩn bị những cái đồ vệ sinh cá nhân nho nhỏ, những quần áo nho nhỏ để mình có thể mình thay ra tại đây ha. Cho nên các bạn lưu ý là nếu các bạn quá cảnh kiểu như travel plan thì các bạn nhớ là các bạn phải chuẩn bị đủ đồ ha. Còn nếu như các bạn không quá cảnh như travel mà các bạn bay đến Singapore, các bạn nhận hành lý rồi các bạn hôm sau các bạn bay tiếp thì các bạn có đầy đủ đồ ha. Bên trong đây thì cũng có vòi hoa sen nè, các dụng cụ sưu tầm đầy đủ ha. Còn bây giờ thì chắc Travis sẽ nghỉ ngơi một chút và sau đó thì mình sẽ đi ra mình ngắm cái thác nước Jewel vào buổi đêm để xem cái đèn nó chiếu vào trong cái thác nước cái đèn như thế nào nha. Thật may mắn cái chuyến bay của mình đáp từ Maldives không quá trễ, vẫn kịp thời gian để mình kịp ngắm thác nước trước khi đèn tắt, và đặc biệt là màn trình diễn ánh sáng lên thác nước với chủ đề các siêu anh hùng Marvel lúc 10 giờ tối. Được biết thì màn trình diễn ánh sáng chủ đề Marvel này còn kéo dài đến ngày 13 tháng 8 năm 2023. Hôm mình đến cũng là đêm đầu tiên có màn trình diễn ánh sáng này luôn, xem ra cũng là một điều may mắn ha. Và màn trình diễn ánh sáng diễn ra khá ngắn nhưng cũng là một điểm nhấn ấn tượng với mình. Đây cũng là lần đầu tiên mình được ngắm thác nước Jewel dưới ánh đèn. Lần trước khi mình đến nơi này là 3 giờ sáng nên cũng không ngắm đèn được nữa.
Giờ thì mình sẽ đi xuống tầng hầm xem dưới này còn cái tiệm đồ ăn nào mở không. Mình mới hạ cánh xong, mới nhận phòng xong, thành ra cũng hơi đói. Wow, dưới này có siêu thị luôn, bán đầy đủ các loại thịt, rau, củ, quả, trái cây. Bên dưới tầng hầm của Jewel là khu tổ hợp ăn uống, có rất nhiều hàng quán ở đây. Mình xuống lúc 10 giờ đêm nên các hàng quán cũng đang dần đóng rồi. Nếu đến lúc sớm hơn, lúc còn hoạt động thì tha hồ lựa chọn các món ăn nha các bạn. Đây có cả 7-Eleven nè các bạn. Lựa chọn cho mình lúc này là vào cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ngay bên trong Jewel để lót dạ. Đây coi như là bữa tối của mình. Trong cửa hàng có đa dạng các loại đồ ăn thức uống, từ cơm nóng cho đến các loại đồ ăn liền và cả trái cây tươi nữa. Bây giờ mình mới ngủ dậy và mình sẽ đi xuống dưới tầng B2 để mình tìm đồ ăn sáng trước khi là mình tiếp tục khám phá khu vực bên trong Jewel. Mình xuống tầng hầm của Jewel tìm đồ ăn. Lúc này thì các hàng quán bắt đầu mở cửa, tiệm Toastbox có vẻ như đã mở cửa từ sớm. Ở đây thì có nhiều đồ ăn sáng như là bánh mì, mứt kaya, laksa và các loại mì khác. Mình gọi một cái bánh ú nhân thịt và trứng muối cùng với cà phê, kết thúc nhanh bữa sáng. Nhìn chung món này tạm được, mặc dù khẩu vị không hợp với mình lắm. Và đây là cái chỗ baggage storage, là cái chỗ mà các bạn có thể là tạm gửi đồ của mình ở đây để các bạn đi chơi ở trong Jewel ha. Khi nào xong đến giờ thì mình lại lấy lại. Đây là một dịch vụ cũng khá là tiện lợi. Bây giờ là 10 giờ và thác nước bắt đầu đổ xuống các bạn nè. Và tất cả mọi người đến Jewel đều trông chờ khoảnh khắc này để xem thác nước đổ xuống. Và buổi sáng hôm nay thì mình đã quyết định quay trở lại cái công viên Canopy Park ở trên này. Bởi vì là lần trước mình cũng đi cái công viên này rồi. Tuy nhiên thì có rất nhiều phần trong công viên này mình chưa được khám phá. Lần trước thì là do hết vé, cũng rất là đông. Bây giờ thì mình trả phòng khách sạn và bắt đầu khám phá các công viên và trò chơi bên trong Jewel. Với làn da cháy nắng nặng nề của mình sau chuyến đi Mondit thì việc mình đi dạo chơi trong các công viên trong nhà như ở Jewel xem ra là hợp lý nha. Công viên Canopy nằm ở trên tầng 5 của Jewel. Ở khu vực tầng trên cùng này có một không gian rộng tới 14.000m2, là nơi mọi người có thể dạo chơi hoặc ăn uống dưới những tán cây với ánh nắng dịu nhẹ. Tại đây thì cũng có nhiều trò giải trí như các mê cung cây, mê cung gương, lưới nhúng, lưới đi bộ cùng nhiều thứ khác mà ngay sau đây mình sẽ tham quan. Đi trong công viên trong nhà này, các bạn không chỉ ngắm được các tiểu cảnh, đi bộ trong không gian mát mẻ, nắng nhẹ mà còn được ngắm các tác phẩm tạo hình được thay đổi theo thời gian và cả các loài động vật sống nữa. Và bây giờ mình sẽ có một cái trải nghiệm rất thú vị tại đây, đó là cái bouncing net. Lần trước mình tính đi cái này nhưng mà chưa được, bây giờ thì mình sẽ đi. Ở đây khu vực này là bouncing net nè các bạn. Wow. Đây những cái lưới chúng ta bước lên và cái này nó cũng có cái độ nảy, độ nhúng rất là thú vị. Đấy. Lưới nảy hay là lưới nhúng, tùy các bạn gọi cách nào cũng được, là một hệ thống đường đi và các sân chơi được thiết kế trong không gian. Lưới có độ đàn hồi. Tại điểm cao nhất của lưới là 8m so với mặt sàn của công viên, các bạn có thể nhìn ngắm khung cảnh xung quanh của Jewel. Trước khi vào thì các bạn nhớ xem hướng dẫn an toàn cụ thể nha. Bây giờ mình sẽ đi tiếp trên một cái khu vực khác. Ở đây là walking net. Thì cái này nó không có nhúng như cái kia. Và ở đây thì họ cũng cấm là mình nhúng luôn. Cái này mình chỉ đi bộ thôi. Cái đoạn bên này thì khá là dốc. Đó, mình phải thử thách cái sự cân bằng của mình ha. Ở đây thì là không nhúng nha các bạn.
không được nhún luôn, không được chạy nhảy. Đó, đây, cái đoạn đường này đi bộ thì nó có vẻ nó sẽ dễ hơn cái bên Bassinet. Bassinet là nó có cái độ đàn hồi, độ nhún á các bạn. Đó, bên này thì mình chỉ đi bộ bình thường thôi. Walking Net được dựng lên ở một khoảng trống giếng trời, nơi có những thang cuốn đi lên giữa các tầng của Jewel. Do đó, khi đi bộ trên lưới này, các bạn có thể nhìn thấy khoảng không gian sâu hun hút bên dưới và cảm giác khó quên khi bước chân qua các dàn lưới chắc chắn. Và để ngắm cảnh Jewel cũng như thác nước trong nhà một cách ngoạn mục hơn, ấn tượng hơn, thì việc đi qua cây cầu Canopy hay là Canopy Bridge là một điều nên làm. Cây cầu treo này có độ cao 23m so với mặt sàn bên dưới. Đi trên cây cầu độc đáo này không chỉ ngắm được toàn cảnh thác nước và khu rừng nhỏ bên dưới, mà còn đem lại cảm giác thú vị khi mặt sàn của nó là kính trong suốt. Lần này thì mình có dịp quay trở lại một cái gọi là Hedge Maze. Thì ở đây là một cái mê cung các bạn, mê cung toàn là cây thôi. Và cái điều quan trọng là từ cái đường lắc léo trong mê cung này, chúng ta làm sao mà phải tìm được đường đến cái tháp này. Ở cái tháp này, cái tháp trung tâm này, mình leo đây thì mình sẽ thấy được là toàn cảnh cái mê cung này ha. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi dạo một vòng xung quanh mê cung trước khi là mình tìm đường lên cái tháp đó. Đây, ví dụ như cái đường này là đường bị chặn lại này, mình phải tìm đường khác. Ví dụ đi đường này. Cung rất là lắc léo các bạn ơi, nãy giờ vẫn chưa tìm được cái đường ra cái tháp luôn. Nhìn cái tháp thì rất là gần nha các bạn. Đó, nhưng mà để mà đi được tới đó thì là không dễ như chúng ta tưởng. Đây cái tháp trên này rồi nhưng mà mình vẫn chưa hiểu là bằng cách nào để đi ra được cái tháp đó. Rồi, đến được cái tháp rồi các bạn ơi. Wow, cuối cùng mình đã thành công rồi. Và từ vị trí trên đỉnh tháp thì mình có thể nhìn được toàn cảnh cái mê cung phía dưới này ha. Đây là những con đường nhỏ nãy giờ mình cứ len lỏi đi quá trời mới tìm được từ đường từ tới cái tháp này. Đó. Và từ mê cung thì chúng ta có thể là tìm được lối ra rất là dễ dàng. Bây giờ thì mình tiếp tục sang một mê cung khác mà lần trước mình chưa có thời gian đi. Đó là mê cung gương. Và vào đây thì các bạn phải dùng một cái ghệ mềm để dò đường. Phải dùng cái này để dò đường nha các bạn, chứ không bao giờ đụng. Không, bên này không được. Nói chung là cũng có rất nhiều lối đi các bạn. Này. Không được. Trời, cái này gương nó sạch quá các bạn ơi, thành ra là không phân biệt đâu là gương đâu là thật luôn. Wow. Phải dùng cái này đi dò đường trước nha, chứ không là dễ đụng đầu vô gương lắm. Vô đây dễ lú lắm các bạn.
Ban đầu ở đây mình hơi rối một chút nhưng mà không lâu sau đó là quen ngay. Mọi hình ảnh trong mê cung gương được phản chiếu nhiều lần như thể đang được đi bộ trong một chiếc kính vạn hoa khổng lồ vậy. Và như mình đã chia sẻ tối hôm qua, đó là bên trong Jewel thì là ngoài các cửa hàng ăn uống thì các cửa hàng thời trang, các cửa hàng đồ chơi thì kia cũng có rất là nhiều ha. Không khác gì một trung tâm mua sắm. Ở đây chúng ta có cửa hàng Pokemon cho những ai mê Pokemon ha. Nói chung là trong cái khu phức hợp Jewel này thì các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều các cái thương hiệu về đồ ăn, nhà hàng nổi tiếng ở đây ha. Hầu như tất cả những cái thương hiệu nào nổi tiếng có mặt tại Singapore thì đều có một cái chi nhánh ở trong Jewel hết, từ hải sản cho tới là những cái món ăn mang tính chất là đường phố cũng đều có ở trong này hết. Và có một cái góc khác mà các bạn có thể là chụp ảnh cái thác nước cũng rất là đẹp. Cái góc này thì là có rất nhiều người lựa chọn để chụp ha, bởi vì cái ánh sáng rất là đẹp. Tầng dưới này có cả Miniso nè, và dưới kia mình thấy có cả Uniqlo nữa. Và trong thời gian quá cảnh thì bạn nào muốn mua đồ Uniqlo ở đây có luôn nha. Một cái gian hàng Uniqlo rất là lớn luôn, rất là bự luôn. Ngay đây. Và cũng cùng cái tầng này thì cô có Zara luôn nha các bạn. Đó, các bạn nào muốn mua đồ Zara thì trong đây có một cái shop rất là lớn luôn. Và khi khu vực này thì mình có early check-in, tức là check-in sớm nè, và cái chỗ mà gửi hành lý để mình tiện đi chơi, sau đó mình quay lại lấy sau nè. Có rất nhiều dịch vụ tiện lợi cho cái việc của mình quá cảnh ở đây ha. Ở khu vực này thì chúng ta có thể là làm thủ tục sớm nè các bạn. Chúng ta gửi hành lý sớm, chúng ta lấy thẻ lên bay sớm, và sau đó thì chúng ta cứ thông thả đi chơi thôi. Hiện tại thì là khu vực làm check-in sớm này chỉ áp dụng đối với một số hãng hàng không thôi nha. Chứ các bạn nhớ để ý xem là hãng hàng không mình là hãng hàng không nào. Thì ở đây thì chúng ta cũng có những cái máy làm thủ tục tự động như này nè. Với cái máy này thì chúng ta có thể là in boarding pass và cái bag tag là cái thẻ hành lý. Đó, sau đó chúng ta tự gắn vào hành lý của mình và chúng ta đem sang cái máy gửi hành lý tự động bên này ha. Là xong, vậy thôi. Và đây là một số cái hãng hàng không mà có thể sử dụng được cái check-in sớm tại sân bay Changi nha các bạn. Bây giờ thì mình đã tham quan xong Jewel rồi, mình sẽ đi lên khu vực bên trên để làm thủ tục xuất cảnh trở lại ha. Và sau đó thì mình vào khu vực chờ để ăn uống và đợi lên máy bay thôi. Hành lý của mình thì đã được gửi thẳng về thành phố Hồ Chí Minh rồi, cho nên là đêm qua khi mình hạ cánh xuống đây thì mình không phải lấy hành lý ra nữa. Và bây giờ mình chỉ việc lên máy bay và về thành phố Hồ Chí Minh, và mình sẽ nhận hành lý ở tại đầu thành phố Hồ Chí Minh ha. Mình đã có thẻ lên máy bay cho chặng từ Singapore về thành phố Hồ Chí Minh, và cái thẻ này được cấp từ đầu sân bay Maldives rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ cầm cái này và mình vào khu vực xuất cảnh thôi. Bây giờ mình sẽ vào khu vực xuất cảnh, cho nên là mình sẽ tắt máy quay ha. Bây giờ thì mình đã xong thủ tục xuất cảnh và vào bên trong khu vực cách ly. Không gian bên trong như một trung tâm mua sắm sầm uất, như cửa hàng của Louis Vuitton, Dior, Tiffany và gian trưng bày của nhãn hàng rượu Jewel. Cũng là về rượu, bên cạnh đó là gian hàng của Martell, bên trong Lotte Duty Free với cửa hàng vận hành bằng trí thông minh nhân tạo. Đặc biệt là cánh tay robot tự động này có thể đóng vai trò như một bartender. Mình thì không uống rượu chứ không là cũng thử một ly xem cánh tay robot này hoạt động như thế nào. Mà bên trong các nhà ga của sân bay Changi quả thật nhìn giống như một trung tâm
tâm mua sắm lớn với nhiều cửa hàng đa dạng với các loại mặt hàng từ thời trang, phụ kiện du lịch, mỹ phẩm, đồ xa xỉ v.v. Còn mình thì đang muốn tìm đến các khu vườn bên trong các nhà ga. Đầu tiên là một khu vườn với các loại cây gai góc. Ở đây có một cái gọi là vườn xương rồng nha các bạn, Cactus Garden. Và đây là khu vực vườn xương rồng ngoài trời. Đấy, ngoài này thì là nó nóng hơn ở bên trong nhà, tất nhiên rồi, vì chúng ta đang ở khu vực ngoài trời mà. Nhưng mà ở đây thì có rất nhiều các cái loại xương rồng để các bạn có thể ngắm nghía tham quan ha. Vườn xương rồng nằm trên tầng 3 của nhà ga số 1. Tại khu vườn ngoài trời này, các bạn có thể đi dạo quanh một quần thể tụ hội hơn 100 loài xương rồng và thực vật khác sống trong sa mạc và các vùng đất khô cằn ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Và từ góc này thì các bạn cũng có thể ngắm máy bay được luôn. Tuy nhiên là nếu như mà các bạn mà sợ nóng thì mình nghĩ là các bạn cứ đi vào bên trong nhà ga, vẫn có những góc nhìn ngắm máy bay cũng rất là đẹp ha. Đây. Cùng ở nhà ga số 1 là Water Lily Garden hay vườn bông súng với những khóm bông súng sống trong môi trường nước bên cạnh những cây thủy trúc cùng những loại cây khác sống trong môi trường ao hồ. Khu vườn nho nhỏ này cũng là nơi hành khách có thể ngồi nghỉ, tận hưởng không gian xanh mát trước khi đáp chuyến bay tiếp theo. Từ nhà ga T1, mình đi tàu sang nhà ga T3 và tại đây mình sẽ tiếp tục khám phá những khu vườn lý thú khác ở sân bay Changi. Đây là khu vực mà Singapore Food Street nè, lát nữa thì mình sẽ ăn trưa tại đây. Bây giờ thì mình đi thăm một số cái vườn ở trong này đó, mình đang bị cuốn hút bởi những khu vườn ở bên trong sân bay Changi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tham quan cái Butterfly Garden này, là cái vườn bướm nha các bạn, vườn bướm này. Đây lối vào đây nha các bạn. Vườn bướm bướm này nằm ở nhà ga T3 và là vườn bướm bướm trong sân bay đầu tiên trên thế giới. Nơi này cũng được thiết kế như một môi trường sinh sống của các loài bướm nhiệt đới với những cây hoa cùng những loại cây xanh khác cùng một thác nước nhỏ trong nhà. Tại đây có hơn 1.000 cá thể bướm nhiệt đới thuộc 40 loài xuất hiện xuyên suốt các mùa trong năm. Vào vườn, các bạn có thể nhìn cận cảnh những chú bướm hoặc tận hưởng cảnh sắc những cánh bướm rực rỡ bay qua lại những khóm cây. Bên trong nhà ga số 3 cũng có một rạp chiếu phim miễn phí cho hành khách 24/24 luôn nha. Đây là có cái lịch chiếu phim cho các bạn có thể theo dõi để mình xem ha. Tuy nhiên các bạn lưu ý là đừng mãi xem phim có mà quên giờ ra máy bay nha. Rồi, nguyên cái dọc trên này là Singapore Food Street nha các bạn, nơi các bạn có thể chọn rất là nhiều món để mình ăn trưa, ăn tối, ăn lúc nào cũng có hết. Ở đây có rất nhiều món nha, ví dụ như ở đây có các món của Malai nè, nasi lemak nè, và thậm chí là laksa thì cũng có luôn. Ở đây là các loại cơm chảo. Đây là các món đồ hoa. Và đây có cả đồ Việt Nam nha các bạn. Đồ Việt Nam ở đây thì có phở nè, đó thì có cả cơm tấm nè, bún thịt nướng, chả giò. Cái này là gỏi cuốn, phở bò, phở gà, có hết luôn. Ở đây có cả cơm gà Hải Nam.
Bên đây có món bak kut teh này các bạn này, sườn trà này. Ở đây thì mình sẽ order trên máy nha các bạn. Đó, thì bắt đầu là mình sẽ chọn nè, chọn cách chi trả bằng credit card. Ok, ăn tại chỗ. Và bây giờ mình sẽ chọn cái cơm gà Hải Nam. Đây, mình đã có số rồi, mình chỉ đợi lấy đồ ăn thôi ha. Mình đã mua một ly taxi muội các bạn. Rồi, và một phần cơm gà Hải Nam. Thì cái hôm ở Singapore mà trước khi đi Maldives thì là mình đã ăn cơm gà Hải Nam, một cái tiệm đường phố mình rất là thích. Vì vậy cho nên là trước khi quay về thì mình lại muốn ăn lại cái món này ha. Cơm gà Hải Nam đây là một phần nè. Và ăn cơm gà Hải Nam thì không thể nào thiếu cái tương ớt này nha các bạn. Cơm ngon, cái gạo dẻo. Gạo rất dẻo các bạn. Gà mềm. Ăn rất ok bạn, gà các gà rất mềm nha. Gia vị rất là vừa phải luôn, và khi ăn với cơm dẻo mà mình cho thêm một xíu cái ớt lên nè. Ăn rất là ngon. Còn đây là cái chỗ iShop Changi nè các bạn. Nếu các bạn có mua đồ miễn thuế trước thì các bạn có thể đến cái quầy để lấy nha. Rồi, bên đây thì có khu vực nghỉ ngơi các bạn nè, cũng có một cái spa nếu các bạn muốn vào làm dịch vụ ha. Còn không thì có những cái ghế nằm thư giãn miễn phí ngoài kia, các bạn có thể nằm ngủ hoặc nằm nghỉ ngơi. Và đây là Terminal 3, nhà ga số 3. Bây giờ mình sẽ đi tàu qua nhà ga số 2 để chuẩn bị lên chuyến bay của mình về lại thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì mình sẽ đi tàu, đi Skytrain sang Terminal 2. Và ở cái phía cái đường tàu mà đi từ nhà ga số 3 sang nhà ga số 2 này thì tàu sẽ đi xuyên khu phức hợp Jewel và để sẽ đi xuyên cái thác nước nha các bạn. Chứ nếu bạn nào mà quá cảnh mà không xuất cảnh ra ngoài mà ở bên trong này thì các bạn có thể sử dụng cái tuyến này. Tuy nhiên các bạn lưu ý là sẽ có hai cái tuyến tàu đi từ nhà ga số 3 sang nhà ga số 2. Thì đây là cái nhà là một trong hai cái tuyến đó nè. Và cái tuyến này thì là cái tuyến mà sẽ đi xuyên qua Jewel. Mình đã đến Terminal 2 rồi. Ở đây thì như các bạn thấy là họ đang quay cái chỗ này lại và họ đang xây sửa lại ha. Thì mình nghe đâu là tháng 10 năm nay là sẽ mở lại và có rất nhiều các cái cửa hàng tại đây. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi lên chỗ cái vườn hoa hướng dương. Đây, trên này các bạn. Ở đây có ai mê hoa hướng dương không? Nếu thích thì đây là một nơi tuyệt vời cho các bạn. Tại đây các bạn sẽ được ngắm các cụm hoa hướng dương được trồng dọc hai bên những con đường nhỏ trong khu vườn. Không chỉ đi dạo, các bạn cũng có thể có được nhiều góc chụp hình sống ảo đẹp tại đây. Vườn hoa hướng dương cũng là điểm cuối cùng mình tham quan trong sân bay trước khi ra cửa khởi hành để lên máy bay về nước. Bay của mình về thành phố Hồ Chí Minh SQ186 ở cửa F42. Đây có một cái máy bán cà phê nè.
Giờ thì mình ra cửa khởi hành. Đang trên đường ra cửa khởi hành thì mình nhận được tin báo trên app Singapore Air là cửa khởi hành cho chuyến bay của mình đã đổi sang cửa A13, nên mình quay lại ra cửa khởi hành mới. Đây cũng là lý do mình thích app Singapore Air, vì mọi thay đổi đều được thông báo rất là tức thời. Và bây giờ chúng tôi chỉ ưu tiên xin mời những hành khách của hàng thương gia, những thành viên câu lạc bộ PPS xin vui lòng ra cửa để chuẩn bị khởi hành. Những hành khách còn lại xin hãy chờ cho lần thông báo tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn. Lúc này thì mình đã lên máy bay. Đồng hành với mình hôm nay là một chiếc Airbus A350-900 với 40 ghế hạng thương gia và 263 ghế hạng phổ thông. Tại mỗi ghế ngồi, hãng cũng đã để sẵn gối và mền. Thật là quá xịn luôn. Chuyến bay ngắn mà hãng cũng cung cấp dịch vụ chu đáo ghê. Giờ thì chuẩn bị khởi hành về thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thời gian bay dự kiến được phi hành đoàn thông báo là 1 giờ và 50 phút. Sau khi máy bay ổn định độ cao, mình tranh thủ vào mạng xem tin tức và kiểm tra tin nhắn, email trong lúc đợi bữa tối được phục vụ. Về bữa ăn thì chuyến này vẫn có hai lựa chọn cho món nóng, một là cơm gà chiên kiểu Singapore dùng kèm các loại rau. Các loại thức uống khác cũng được phục vụ như là nước trái cây, thức uống nóng như trà cà phê, mình chọn một ly nước táo và một ly trà nóng. Về tráng miệng thì vẫn là chuyến bay của Singapore Airlines xuất phát từ đầu sân bay Changi, món kem luôn được phục vụ. Lựa chọn thứ hai cho món nóng đó là súp bò hầm. Món này thì mình chọn. Món này ăn khá ổn với bò hầm mềm cùng cà rốt và khoai tây. Và lúc món ăn được phục vụ ra thì cái món súp này vẫn còn rất nóng. Sau khoảng 1 tiếng 50 phút, máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc hành trình đi Singapore và Maldives kéo dài 9 ngày của mình. Hành trình thú vị đến phút cuối với trải nghiệm quá cảnh 20 tiếng ở sân bay Changi. Và như vậy là mình đã hoàn thành chuyến bay với hành trình từ Maldives về Việt Nam với một điểm quá cảnh ở Singapore và những trải nghiệm tại sân bay Changi lúc quá cảnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog ha, và hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo.